Lý do vì sao mà chúng tôi thiết kế mẫu tranh thuận buồm xuôi gió này trên một cái phôi gỗ hình tròn? Lý do rất đơn giản, đó là trên phôi gỗ hình tròn thì chúng tôi có thể tạo ra những cái điểm nhô cao của các cái chi tiết trên tác phẩm. Ví dụ như là cái mặt trời và cái mây nó có thể nhô ra được đến 20 cm, nó tạo ra một cái độ phá cách rất là lớn so với cái việc là cái tranh hình vuông mà có một cái khung ở bên ngoài, thì cái việc mà chúng tôi làm nhô ra nó sẽ khó hơn. Rồi bên cạnh đó là có những cái chi tiết nó nhỏ, nhô ra vừa phải nhưng nó vẫn tạo nên những cái điểm nhấn. Ví dụ như là chi tiết của sóng, các cái ngọn sóng, hay là đôi lúc nó là một cái dải mây nó được kéo ra bên ngoài, hoặc là thậm chí là đôi khi là cả một cái cánh của con chim hạc nó cũng được nhô ra. Và điều đó thì nó tạo nên một cái sự sinh động, một cái sự phá cách và một cái sự mới hơn trên những tác phẩm cổ điển. Và trên cái bức tranh thuận buồm xuôi gió này, chúng tôi có một số điểm nhấn, ví dụ như là cái tích tranh kim ngọc mãn đường này, hay là chữ phúc này được tượng trưng bằng đôi con rơi, và hay là có ba con thuyền ở bên trên đây. Con thuyền thì tượng trưng cho lộc, và ba con thuyền thì tượng trưng cho tài. Tài với lộc thì sẽ đi cùng với nhau. Cho nên là đây chính là cái triết lý mà chúng tôi sáng tạo ra cái chủ đề tranh thuận buồm xuôi gió hình tròn.